Xin chào các bạn. Wow, mấy chục năm rồi mới nhúm lại cái bếp này. Này mình sẽ ăn lẩu cua nha các bạn. Anh Phước đang nhóm lửa. Anh cháy mình. Anh đừng bóp chặt quá, anh thả cái tay lỏng ra là cháy à. Thả lỏng ra. À vậy là cho nó không khí nó vô. Đó, vậy đó. Cái này nó cháy được rồi là nó không tắt luôn. Chuyện gì Gió đâu? quá. Đó, ok đó. Rồi, Đó. rồi, rồi. Này cái bếp huyền thoại. Tắt ngơi. Gió quá. Rồi, trong khi chờ anh Phước nhóm lửa, hôm nay mình sẽ quay vào bên đây. Khâu chuẩn bị anh Phước anh mới đi chợ về nè các bạn. Đây là cua biển. Đây mình lấy gạch cua ra nè. Đây là gia vị. Đây là cà chua. Đây là sa tế. Hôm nay anh Tý ở anh Phước sẽ làm đầu bếp. Lần đầu tiên anh Phước đến chơi với nhóm Hai Lúa nha các bạn. Mấy anh em giao lưu chơi với nhau. Anh nghĩ là cái nồi này dữ lắm ngon anh Phước à. Anh thấy hồi nãy giờ cái khâu chuẩn bị không là gần 45 phút rồi Mất các công quá, bạn. mất công chuẩn bị quá. Vui mà. Đó, anh Phước thành công rồi nè. Nó chỉ cháy được không cháy nữa. Cháy được cháy hoài luôn anh. Nhầm người nhúng bếp này nhúng không được đâu. Nhiều người nhúng nó chứ không phải một người đi, nhiều người nhúng không được đâu á. Đây cái nước chưa chén, chén cái nồi. Có cái nồng mà. Được rồi. Chào các bạn. Đã ra xong các bạn. Bây giờ mình sẽ xào gạch cua với cà chua nha các bạn. Lẩu cua không không phải cái thịt cua là chính mà là cái sốt gạch cua mới là cái linh hồn của nồi lẩu. Mình cho hành tỏi bằm cho mình xào sơ, tuy sơ cho nó thơm lên. Thấy nó vừa hơi hơi á là mình cho gạch vô liền chứ để đừng có để hành tỏi nó cháy khét.
dữ à. Bớt bớt lửa này. Quá quá cháy. Cho bớt qua được. Thôi cũng được, không cho được. Với lại cái này mấy cái kia nhỏ nhỏ này. Vâng. Nhìn đẹp quá ha. Nghe mùi thơm nữa nha. Thôi lấy bới cơm lên trong coi. Đây là cái gì anh? Đây là gạch cua xào của cái này của Thái Lan, nó nhập qua bên Mỹ á. Dạ. Nó bán ở bển á, tìm ở đây mà tìm không có ra cho nên phải đem bển về. Dạ. Cải xuống rồi là tôi cải quá xuống rồi. Rồi chút xíu xong rồi cho cà chua bầm vô nha các bạn. Thơm. Cái này phải xào một hồi cho cái cà chua nó nhừ ra. Yeah. Thì cái trong cái shop chỉnh chỉnh rõ rồi anh. Dạ. Này nhắc kìa. Nóng chưa? Thì cái cà chua nó nhừ thì cái nồi nước lẩu nó mới ngon. Dạ. Đấy. Biết anh này không? Hay cãi. Nhưng mà anh biết, ông biết ông rồng ông rành lắm á. Có nói chuyện trên comment mà. Danny US. Nhớ không? Dạ, nhớ nhớ. Món gì vậy? Mì Ý hả? Hả? Món gì? Mì Ý. Chút xíu biết, chút xíu biết, chút xíu biết. Mì Ý đúng không? Chút xíu biết liền. Nhìn cái màu hấp dẫn à. Rồi xong vô ăn cơm sao? Đấy, Trang này ăn cơm cũng ngon rồi đó. Quá trời hấp dẫn mà. Này mình xài Aji ngon anh. Ừ. Xài hạt nêm Aji ngon. Đề nghị Ajingon tài trợ cho chương trình này nha. Trả tiền quảng cáo nha. Lẩu cua. Lẩu cua. Ừ. Nãy anh Phước sẽ chỗ tài cho anh em mình thưởng thức. Mới nhìn thấy gì cũng nó Mỹ. giống cái shop Mỹ. Yeah, ha. Cảm giác là nấu lò củi làm sao anh Phước? Nghe cái mùi khói rất là thơm. Nhớ bà ngoại. Rất là nhớ bà ngoại. Ở bên Mỹ đâu có xài cái bếp này được anh? Dạ. Yeah. Nhưng mà bây giờ á, nó chế ra một cái bếp rất là gọn để đi cắm trại á. Dạ. Đốt bằng củi này mà nó nhờ cái năng lượng của lửa nó tạo ra, nó sạc pin luôn, một cục pin dự phòng trong cái bếp đó luôn. Hay rất là hay. Vậy để lần sau á mua về cái đó. Rồi ở trên là có bình nước để nấu nước, rồi có cái nồi để nấu ăn cái nẻ kia đi cắm trại á, rồi có một cái dĩ để nướng thịt nướng đồ nữa. Nhưng mà không để có dùng trên. Không có dùng lửa. Thì dùng pin không? Thì dùng lửa. Dùng đúng. Lửa này. Dùng lửa củi này nè. Củi này đốt ở trong á, xong cái nó có một cái hệ thống ở trong truyền, nó nhờ cái nhiệt của lửa đó. Dạ. Nó tạo thành cái năng lượng điện sạc vô pin.
hay lắm, tụi nó phải công nhận là tụi nó suy nghĩ mà nó nghiên cứu ra những cái đó rất là hay. Trời thơm. Mình nếm thử nha các bạn. Em nấu đúng miếng. Nó béo ngậy luôn. Rồi, bây giờ lấy cái ghế sao vậy Khải ơi? Nó đã mềm rồi. Lấy cái Cái ghế sao? Cà chua nó đã mềm rồi các bạn, bây giờ mình nhắc xuống. Để Khải lấy cái ghế à. Cái ghế huyền thoại của miền Tây. Nhanh lên Khải ơi. Rồi, cái nồi nhắc rồi nhắc. Cái này. Đóng 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 cái này. Đó. Đây các bạn. Cái này là lúa làm trợ lý cho anh Phước nha. À, lúa cũng không biết làm món này đâu. Bữa nay lúa sẽ thưởng thức rồi nha. Rồi bây giờ cái bước tiếp theo là mình sẽ xào cua. Cua nha các bạn. Cua được con gạch ngon. Cầm. Nó vô. Vô tay. Cái này giờ quen mới biết không. Nước chuẩn bị nước thôi không ạ. Các bạn xào cua sơ cho nó thơm lên. Cho thịt nó chắc lại ha. Yeah. Thơm thấm với vô. Lại nó thấm cái mùi thơm hành tỏi vô cái thịt cua. Chứ khi mà đổ nước lèo vô là nó hết thấm rồi. Các bạn thấy mình giống dân Ken Cúc không? Mà vua sắp sang cái sữa vàng rồi đó. Cái bụng em sẽ sang đói rồi đó. Quay lại cái nồi gạch cua nha các bạn.
Nay anh Phước anh dạy nấu cho nhóm xong rồi cái mấy mình học cái cách này mai mốt mình đãi với gia đình. Hồi nào giờ lúa chưa có biết làm món này. Hôm nay anh em mình giao lưu với nhau nha các bạn. Món này công phu lắm. Nhưng đặc biệt là chỉ có cua là mua thôi nha, còn mấy cái dụng cụ khác là ở nhà mình có. Nhà lá bùi. Tại vì miền Tây An Giang thì không có cua biển, chỉ có cua đồng thôi. Thằng cái này cũng tương đối rồi đó. Thấy cách đây hai cây mấy số mà nó nghe cái mùi này nó chạy lên đó các bạn. Hơi được mà không đứng liền. Giờ là lấy xe xong rồi hả? Dạ chưa anh, chịu anh đi chắc. Ồ. Người khuya anh đi. Hồi nãy mình quên để cái kia qua cho nó đỡ đi đây nè. Không sao anh. Và bây giờ mình đổ nước vô nha các bạn. Chút nữa nhưng mà cái cạch cua đó mình một hồi nữa nó sôi rồi mình mới để vô anh chứ. Bây giờ mình nấu cho cái này nó sôi lên. Dạ. Nó sôi lên cái thịt cua vừa chín mình gắp cua ra. Dạ. Xong rồi mình cho cái gạch vô. Mình lấy cái nước ngọt của cua hả? Đúng rồi. Cho gạch vô xong á là mình nêm nếm vừa ăn hết rồi đổ nấm vô chút xíu là bắt xuống. Khi mà cho gạch vô rồi á chút xíu nó sôi lên mình cho khoảng chừng 2 muỗng mắm ruốc vô, nó sẽ dậy cái mùi mắm ruốc rất là thơm mà nó đầm cái vị ngọt của nước lèo. Mấy anh em nãy thấy đây là bắp chuối. Bắp chuối là ngon nhất là bắp chuối sáp nha các bạn. Ở đây ở quê lúa là nó xếp là ông vua của bắp chuối luôn á, vua của hoa chuối á, là chuối sáp, chuối hột đứng sau. Sao anh, sao anh? Sao? Cái nước đó chưa chưa có gì. Hồi nào giờ tụi em không có xài Aji ngon á. Màu da hả? Dạ. Đang xài đường ngọt với muối không à. Cái thức ăn Việt Nam á thì phải có bột ngọt nó mới ngon. Dạ. Dạ. Nhưng mà ăn nhiều không Nhưng có tốt mà. mà cái bột ngọt nhiều á nó làm giảm trí nhớ Dạ. với lại nó bị mục xương á. Nó rết thì được, cái rết thì nó ngon. Cái cua chút xíu nước nó sôi cái cua mình gắp ra nhưng mà ngồi ngoài nồi lẩu á ăn vẫn bỏ cua vô cái nồi lẩu Dạ. vậy cái cua nó mới nóng nó không Nóng. tanh. Dạ. Vậy là nó sôi mình vớt cua ra được ha. Cứ để nhiều quá nó teo cái thịt ở trên Dạ. nó mất. Ở đây nấu đã không? Đây cái đây. Ấy mà trời ơi, mình sân đất mà mình đâu có sợ. Màu nhìn đã thiệt cái anh.
Thì họ mình có để ớt thêm không anh? Có ớt ớt sa tế thì ngon. Dạ có sa tế không nha. Nêm thử coi. Nhìn cái màu. Chưa đâu, còn phải nêm lại nhiều. Nêm nữa hả? Lại chưa bỏ mắm vô. À. À trời, em béo trời. Béo mà. Hả? Béo kinh khủng luôn ạ. Thôi cái nước này mà chan vô bún mà ăn thôi rồi nhất chỉ luôn. Dạ. Yeah. Hết sảy con bà bảy. Bây giờ mình vớt cua ra. Lúa làm tiếp. Mồ hôi đổ dữ rồi. Gấp ra. Cách cua nhiều quá. Hồi nãy anh thêm cái hũ đó vô nó mới nhiều dữ. Ừ. Nhưng mà vậy nó mới ngon. Nước nó béo. Cái nước bây giờ nó lên cận luôn rồi nè trời. Giống như là thịt nó nhiều quá anh. Ừ. Coi chừng phỏng nha anh, đụng vô cái nậu là phỏng ngay đó. Ừ. Hồi nãy gạch lấy ra nhiều không biết. Cua này ông bán chất lượng không, hồi nãy ông quên coi. Cũng nhiều. Chắc hết rồi ha. Hết rồi anh. Trời ơi, nó có lợn cận gạch thịt nhiều quá anh. Rồi, bây giờ mình lên lại cái nồi nha các bạn. Đấy. Nguyên một thau luôn. Nãy em Phước mua 2 kg. Đây là mắm ruốc anh. Mắm ruốc. Các bạn phải cho 2 muỗng mắm ruốc vô để nó dậy cái mùi lên, để nó đầm cái ngọt lại. Cái kia cho nóng cái tay anh. Ừ. Cái kia đũa kìa. Ừ. Cái nó nóng tay anh. Để cho nó ra hết cái mắm dính cái mùi. À. Khói à? Không ấy, mồ hôi. Mình nêm lại một lần nữa nha các bạn. Hũ dài đó là không được nha. Rồi nước nó sạch luôn anh ơi. Ừ. Mình có thêm nước thêm không? Thôi, vậy nó mới ngon. Vậy nó ngon lỏng quá, không có ngon. Giống như nó súp luôn, cái chảnh nó cợn luôn. Xong bữa nay nó thất nghiệp rồi, có anh Phước xong thất nghiệp rồi. Sao quay cho trong đầu Sao ơi. Thất nghiệp rồi. Giờ. Bây giờ là đầu tiên mình cho bắp chuối vô nha các bạn. Bắp chuối sáp. Nấm là mình cho vô luôn hả anh? À, cho bắp chuối vô cho nó mềm, cho bắp chuối trước rồi. Thì cứ cho nấm, thì nấm dễ chín. Bắp
sáp là vua của hoa chuối đó các bạn. Các bạn đừng có bào bắp chuối theo kiểu mà mình hay ăn nha, nó không ngon. Phải cắt cái bắp chuối này nè, mà hồi ăn bắp chuối đã đó. Rồi cái rau quế ta bỏ cho từ là nhiều. Mình có sắc không? Hay là mình để nguyên luôn? À, sắc khoảng chừng làm đôi làm ba thôi, để cho nó dập dập nó ra cái nước nhưng mà nó vẫn còn kiểu như cái xác. Dạ dạ. Khi nào mà chuẩn bị mà mình nhắc cái nồi nước lèo xuống đó, thì mới bỏ cái quế này vô. Dạ. Tắt đi Khải. Rồi chế đã, chế đã. Phước đang trang trí lại cái thau cua rồi các bạn. Quá trời thịt luôn ha. Chỗ này hôm nay bán ấy lắm, bán có tiếng lắm chứ không có tầm bậy. Anh cú lại chịu lắm rồi anh Tú ơi, chịu lắm, cái nồi lẩu ngon rồi. Chào các bạn ạ, xong công chuyện hết rồi đó, dẫn rồi đó. Hey, cho sa tế. Phương nào đây? Phương nãy rồi. Lẩu cua biển hả? Ừ. Thấy màu ngon quá, không biết cho đây. Chắc có lẽ là ngon à. Mà thưởng thức một khối người ta chứ. Đương nhiên là phải ngon rồi, nhìn cái màu rồi biết rồi. Ok anh Tê Tê ha anh. Dạ, bây giờ chỉ bỏ quế thôi. Dạ. Cho nó thêm lấy cái lùi nhắc cho sang Khải ơi, lùi nhắc nhắc cái nồi hay là bỏ cái nồi xuống dưới ta. Hả? Bỏ nồi ra bên bên đây đi, hồi mình múc mình ăn nhiêu mình múc nhiêu. Sau quế vô là xong rồi. Nhắc xuống rồi. Thôi thôi đậy nồi luôn. À,
À, như là mình nhắc xuống ha. Hay đẩy không biết. Nhắc xuống được rồi. Nhắc bánh xay đẩy mệt hay. Giờ là giao nhiệm vụ cho Khải chơi rồi đó. Chịu trách nhiệm ở chơi nghe Khải. Ok. Đóng mút đổ vô cái nồi. Có cái hơi nồi hay nồi trắng ra ngoài. Hình như chưa đổ bún ra phải không? Dạ. Dọn dọn đồ ra nè. Này múc cái nào này ha anh. Rất là múc kia. Nóng nha. Rồi sao đi nồng hồn. Tú lấy cái giá bự lên Tú ơi. Có giá bự lên nữa anh Tú. Anh móc cái giá này xong anh đói bụng luôn. Rồi mình làm về lon bia ha. Dạ. Yeah. Mát. Lấy mấy lon bia ở trong tủ anh Túc. Giá này được không? Giá bự á, cái giá bự á. Ừ, lấy ra đi. Múc nước không à? Ừ, có giá đó. Quá ngon, quá nguy hiểm. Nóng không anh? Dạ, yeah, hơi cần là chậm thêm. Dạ. Rồi, mình ra rồi quất nha. Xong rồi đó anh ướt nhẹp bây giờ rồi các bạn ơi, mồ hôi tốt quá rồi. Đâu mình nói ra cho tí bạn đấy nè, anh bưng này đi bưng nào. Hả? Bưng nào cũng được đó, bưng cái nào đi đó. Ừ đi bưng này trước đi. Cái này hồi nãy thả mấy gốc hành vô. Hồi nãy mình để mình ngồi mình thả vô. Rồi, xuất phát. Bây giờ là tới thời gian mình hưởng thụ nha. Tên tiệt thôi. Quá trời ngon các bạn ơi, nhìn lúa chưa nếm mà chưa lúa biết cái mùi nó ngon rồi.
Đây là mướp nha, mướp nha, lúa nha. Đây. Mới vừa bẻ, mới ra lò luôn. Bỏ mấy cô vô lên tú. Bỏ cô vô lên tú. Bỏ cua vô nha các bạn. Này cua nữa là nó chín rồi mình hâm lại thôi. Ừ. Nóng. Rồi. Rồi coi chừng nữa nha. Cái nồi á. Rồi. Mốc vô. Rồi mình bỏ cái ấy vô nữa. Đủ không? Đủ chỗ để không? Rồi mướp nó có xẹp xuống rồi phải không? Được rồi em, đúng rồi. Rồi. Còn ra vọng đầu hành, đầu hành. Đâu anh nữa. Mới thôi, mới thôi. Rồi, mấy cái đi. Quá đẹp. Đây. À, khui đi, khui đi cãi, khui đụng với anh Phước, chúc mừng anh Phước đến với nhóm mình chơi. Dạ, anh Phước. Dạ, chúc mừng anh. Mừng anh đến với nhóm mình chơi. Chưa, đợi lúa, đợi lúa. Vô. Vô, 1, 2, 3, vô. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Mời các bạn trên kênh của Hai Lúa nha. Mời. Mời mọi người. Đã quá. Bác đây người. Có tỉnh người. Để nó đi. Đây có hả? Cảm ơn nha. Cảm ơn tiếp theo rồi. Ông tính nó đâu rồi. Vô. Cũng nước. Nha. Yeah. Cái lần nào tới ăn cũng nó bụng ta. Nha, thành ra ăn nhiều. Quá ngon. Hút bún hút. Cho miếng bắp chuối vô nữa. Nước. Dạ. Không á, trong đây nhiều lắm nè. Mẹ múc nhiều lắm. Nè. Bắp chuối này ăn bùi, rất là bùi. Cái gì? Ăn gì hết. Mớp hả? Nguyên tóm á. Nguyên tóm ăn mới hết. Có cái chỗ này cái nhỏ. Mày mất mình nè. Đó con gái đi giống vậy. Mày mất mình đó. Rất là ngon các bạn. Đấy, nước đi giống thôi chứ nước già. Bắp chuối chắc ngon. Vô con hoa chuối mà. Chưa học đâu bằng nó hả Túc? Cái gì? Chuối tháp rồi nè. Chưa học đâu bằng nó. Nói vậy chứ chưa học ngon nhất. Chắc là chưa học chắc. Con trắng không hồn. Rồng nữa thôi. Chuối này nó không trắng được cái kia. Chắc là chuối bắt chuối học còn nhất. Chuối học. Nó nhất chuối học là chuối này. Phải không? Như là nhớ lộn rồi. Nãy quảng cáo lộn rồi các bạn ơi. Ngon quá. Thông báo là ăn mướp cẩn thận, coi chừng rụng răng. Dữ lắm nóng nha. Thank you.
Vô, anh em vô cái đi. Vô. Từ nay còn nhiều tiết mục. Uống lương xương ăn nó khỏe. Lên mưa dạo như muốn áp thấp hay gì á, không tin người đây. Lên mà không xuống, nằm mình bình bình 81, 82, 81, 82 vậy. Hả? Có gì thì phải nó đi cầu chứ đó. Lấy xe mà. Tú hay nói câu ăn gì thì nhờ chết đó. Hôm qua kìa nó nướng gà kìa. Ba dạ. Nè. Dạ. Dạ. Đánh đánh. Ngon lắm rồi. Có 3 4 tiếng hả? Có 4 tiếng hồ. Có 3 tiếng mấy á, gần 4 tiếng hồ á. Em nó hơi cái mua đưa chạy rác bên nữa tao mua đưa cháy rồi đốt cái cây rồi nó chạy chiếc chiếc vô chạy ịt 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 vô. Trời ơi mấy ông làm tôi hết hồn vía. Nếu con gà mà xong ngủ hai giấc luôn mà. Ăn đó luôn. Ăn đó luôn. Ăn cái muối ớt. Không đó. Đứa đồng rượu chè gì đâu biết nước chín không đem rượu. Mình tưởng mình lên gì à. Chào chào mọi người đi. Mọi người cái rồi, chào mọi người luôn nha, chào các bạn. Buổi sáng thật nhiều niềm vui với các bạn. Cái lúa vui lắm, vui rồi đó. Đã. Lúa nó no rồi đó, nó chào đó.